Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ xem phim ma. Lần này là có mình nha bạn, nó chính là Tí nha bạn. Phần 4 nhá. Phần 4 nhá. Phần 3. Phần 3. Và bây giờ bọn mình các bạn chờ video một chút nhá. Các bạn chờ một chút nha. Ok, và bây giờ nhưng mà các bạn ơi, thì sáng phải làm bài tập nha các bạn, thì chỉ có ba bọn mình xem thôi. Rồi nha các bạn, có thể thấy là nó hơi sáng ở một chút nên là mình sẽ ra kia mình chặn. Rồi mình sẽ chặn để cho cái ánh sáng nó thấy sáng sáng làm như thế. Chặn. Okay. Bây giờ tính xem video là video mới nhất nhá. Rồi mình sẽ xem video mới nhất của kênh Mạnh TV nha các bạn. Đây. Rồi. Thế thôi. Bây giờ tôi xem thôi các bạn. Like đi tôi. Đây mình sẽ like. Và các bạn nhớ là hãy ủng hộ cái kênh Mạnh TV nha. Và kênh I Love Epic Battle Fantasy nha. Với cả các bạn hãy like một công ty giới thiệu việc làm đã đăng tải lên mạng xã hội một video bí ẩn. Trong đoạn video trên, bạn có thể thấy có 4 cô gái đã được chọn để có thể xin một công việc ở công ty tuyển dụng. Nhưng không hiểu vì sao, khi họ đang phỏng vấn cô gái đầu tiên, bỗng nhiên một cô gái trong số họ có những biểu hiện rất lạ. Cô ta liên tục la hét giống như đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ. Mọi người xung quanh đều thắc mắc rằng cô ta đã nhìn thấy gì. Họ quyết định đi xem lại đoạn ghi hình vào hôm đó, và họ đã thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Tôi không biết là cô ấy đang có cái cảnh tượng gì. Các bạn ơi, vừa nãy mình bị lỡ tắt rồi. Không biết cô đang la hét gì. Thôi các bạn ơi, mình đi vệ sinh một tí nha các bạn. Mình cũng quay. Ôi, mình đã thấy một cái bóng đây này. Mình sẽ bóng đang nhấp nháy này, bóng đang nhấp nháy đây, bóng đang nhấp nháy này, đây cái bóng đang nhấp nháy này. Đấy, các bạn thấy không? Rồi mình đã đi vệ sinh xong nha các bạn. Đây, tôi vừa xem cái bóng nhấp nháy. Đây, cái bóng nhấp nháy nhá. Bạn có thể nhìn thấy đây một hình dáng mập mờ xuất hiện trước đây mặt cô ta, nhưng dường như mắt thường không thể nhìn thấy. Theo như tôi thấy đó rất có thể là một linh hồn. Họ liên tục tấn công cô ta, khiến cho cô rất hoảng hốt. Mọi người xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi xem lại đoạn video ngày hôm đó, mọi người mới hiểu ra sự việc. Thì ra cô ta đã bị một linh hồn tấn công. Thật đáng sợ. Không theo bạn, vì sao cô ta lại bị linh hồn kia tấn công? Và tại sao những người xung quanh không ai nhìn thấy ngoài cô ta? Mong bạn hãy nêu lên cảm nghĩ của bạn nhé. Xin cảm ơn. Sau đó họ đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng sắc. Khi họ bắt đầu đốt lửa, một lốc xoáy lửa đã xuất hiện rất mạnh mẽ. Theo như được biết, các nhà khoa học giải thích rằng đây là do khí âm tích tụ quá nhiều trong căn nhà nên nó đã gây ra hiện tượng bí ẩn trên. Còn một số cha xứ nói rằng đây là biểu hiện giận dữ của ma quỷ. Có thể họ đã không hài lòng khi có người đi vào nơi ở của họ. Thật đáng sợ. Theo bạn, bạn đồng ý với giả thuyết nào ở trên? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Đó là gì? Một số người có những sở thích rất khác biệt. Họ thích khám phá những nơi đáng sợ và đặc biệt họ chỉ đi vào ban đêm, rất gan dạ.
Nhưng như người xưa thường nói, đi đêm nhiều thì cũng sẽ có ngày gặp ma, và người đàn ông sau đây cũng không ngoại lệ. Một lần anh ta đi vào một khu rừng để khám phá nơi đây, nhưng đó cũng chính là một trải nghiệm mà anh ta sẽ không bao giờ. Đây, thì cho tôi xem tay thì ấm như muốn nào. Bỏ đây ra. Ui, đúng không? Ok. Ở nhà đây ấm. Mình cũng không thấy đó là cái chuyện gì đâu. Cho thấy cái gì nhỉ? Ui. Nhìn rất rõ luôn nha bạn. Ui. Đây. Trên không phải ở độ phân giải tốt nhất, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy một hình dáng rất đáng sợ với khuôn mặt méo mó đang đứng nhìn chằm chằm vào họ. Sau một lúc nó đã biến mất rất nhanh. Đấy, có thấy chưa? Thật đáng sợ. Đó. Theo bạn, đó có thể là gì? Là một người ngoài hành tinh hay đây chỉ là một người vô gia cư đang cư trú tại đây? Mong bạn chắc vậy, mình đoán là người vô gia cư. Ma không có thật đâu nha bạn. Nhưng mà cái đoạn là sợi. Không, cái đoạn này chắc là nó bị lỗi. Bây giờ mình sẽ đến video tiếp theo nha. Video tiếp theo đây các bạn ạ. Like đi không? Like hay không like được. Rồi. Đấy rồi. Hoạt động là bên trong trường học. Một người đàn ông đã đi đến một ngôi trường được cho là đang bị một thứ gì đó quấy nhiễu. Nhiều thầy cô và các em học sinh cáo buộc rằng họ thường xuyên trông thấy bàn ghế di chuyển, quạt thì tự động quay mặt dù không ai bật nó, và nhiều điều bí ẩn khác. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới việc học của các em, nên các thầy cô và các em đã đến một nơi khác để học tập. Vào ban đêm, ngôi trường này vẫn có người đến mở điện và đi về. Họ không dám ở lại để trông coi nó. Ngày hôm nay, vào lúc 12 giờ đêm, người đàn ông này đã đi vào ngôi trường để tìm hiểu sự thật bên trong, và những chuyện bí ẩn sau đây bắt đầu xảy ra. Ui. Wow. Thật rất đáng sợ luôn. Mình không bao giờ dám đi vào. Mình không bao giờ dám đến một cái nơi trường vào buổi đêm. Các bạn ạ. Rất sợ luôn các bạn. Rất là sợ luôn. Ui, như là một cái gì đó đóng cửa các bạn ạ. Đấy, vào trong một căn phòng. Ai cũng mạnh. Thôi kệ đi. Chuyện nhà bạn rất là hay. Sa mơ buồn ngủ. Không, anh biết không mà. Sao xem đi. Anh biết mình nhà ngã lại. Tham bị sợ. Sao không bị sợ? Ui, đây là đến tí cầm đi. Tôi mệt lắm. Những cái này cầm để mình sẽ thoải mái. Cái cầm như này có mỏi tay đâu. Tôm để nó cho nó bị nóng chim ấy. Nhưng bị nóng chim đâu. Thôi kệ đi. Thôi có ơn, mình xin lỗi các bạn. Nói nói cho bạn. Thế là khi là tôm sẽ cắt đoạn này đi. Đấy, ghế sẽ hoạt động tự di chuyển luôn. Bạn ạ. Con chim. Chim là cái con chim ấy đấy bạn. Con chim bay bay ấy. Chim hóa luôn á. Kita nyo yung sendes 13 còn mấy phần 13 nha bạn. Thôi kệ đi. Và bây giờ đã là uầy. Mình xem giờ nha bạn. B cùng B. Thôi kệ đi, 10 phút là 20. Bạn có thể nhìn thấy khi anh ta vừa bước đến phòng học đầu tiên, một cái
cánh cửa ở phía xa tự nhiên đóng sầm lại, lấy hết can đảm để đi đến cánh cửa đó. Bên trong phòng có rất nhiều những chiếc ghế, đột nhiên những chiếc ghế đó bắt đầu di chuyển. Tất cả ghế trong phòng bắt đầu cử động càng lúc càng mạnh. Vì quá tò mò, anh ta đã thử mở cánh cửa bước vào. Những chiếc ghế bắt đầu chạy về hướng của anh ta giống như chúng muốn tấn công anh ta vậy. Dường như những linh hồn kia không muốn sự hiện diện của anh ta ở đây, nên mới có những hành động đáng sợ đến như vậy. Theo bạn, bạn nghĩ thế nào về các hoạt động bí ẩn trên? Đó có thật sự là do những linh hồn ở đây gây ra, hay ai đó đang cố tình gây nên điều này? Tôi muốn biết cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận. Xin cảm ơn. Ui, quá đáng sợ luôn các bạn ạ. Nhìn là giọng khác luôn. Chắc ai nhớ dùng phần mềm đổi giọng các bạn ạ. Ngày thường ngày thì mình nghe giọng ấy khác hơn bây giờ. Số 2. Rồi, cái giọng này nghe bạn. Người phụ nữ là bên trong rừng sâu. Một số người dân Indonesia kể lại cho chúng tôi biết rằng dạo gần đây khu rừng ở gần làng của họ xuất hiện một người phụ nữ rất lạ. Cô ta không phải là người dân ở đây. Họ nói nhìn cô ta rất lạ mặt. Chuyện không có gì để nói khi xảy ra một chuyện rất bất thường. Một em nhỏ đã mất hết lý trí khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ bí ẩn kia. Họ nói cậu bé kia bây giờ như người vô hồn hay nói chuyện và cười một mình. Họ đã dùng tất cả các loại thuốc và mời thầy về làm phép, nhưng vẫn không có kết quả. Họ nghĩ người phụ nữ kia là phù thủy, đã làm phép và làm hại con họ. Ngày hôm nay, sau khi đọc được tin trên mạng xã hội, một YouTuber đã đến đây và tình nguyện đi vào khu rừng đó để tìm hiểu xem người phụ nữ kia có thật sự đáng sợ đến vậy. Anh ta đã vào khu rừng và đi khắp nơi để tìm. Cuối cùng anh ta cũng đã tìm thấy người phụ nữ kia. Mời bạn xem đoạn video sau nhé. Xin mời. Ông cứ xem đi. Ông cứ học đi. Dáng cứ học đi. Ui, quá đáng sợ luôn các bạn ạ. Quá đáng sợ luôn. Đấy, người phụ nữ. Đấy. Người phụ nữ đấy. Các bạn thấy không? Mình đang phóng to đấy. Cô đang đi. Đấy. Mình đang tụt to các bạn. Không sao các bạn ạ, mình vẫn quay được. Ui, quá sợ luôn. Ui, mình nghe thấy tiếng cười các bạn ạ. Nhưng mà mình cười. Như kiểu mình đang rất sợ luôn. Ướn lạnh đến tận xương thủy. Đấy, mình đang nghe này thì thấy gọi là tiếng tiếng cười của cô gái ấy. Ôi, thoát tim luôn nha bạn. Đấy. Ôi các bạn, mình sợ kinh khủng. Bạn có thể nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn kia có một khuôn mặt trông rất quái dị. Họ đã chạm mặt nhau, nhưng bà ta không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nhìn anh ta và lặng lẽ rời đi trong im lặng. Anh ta đã đuổi theo để tìm hiểu sự thật đằng sau, nhưng không hiểu vì sao bà ta đã biến mất rất nhanh. Mặc dù anh ta đã đuổi theo ngay phía sau, nhưng một lúc sau, bà ta đã bất ngờ xuất hiện và chạy đến chỗ anh ta. Bà ta phát ra một giọng cười rất đáng sợ. Vì quá bất ngờ và hoảng sợ, người đàn ông kia đã nhanh chóng rời khỏi đó. Thật đáng sợ. Theo bạn thì đó liệu có phải là một mụ phù thủy không? Hay đây chỉ là một người nào đó tạo nên để hù dọa mọi người? Xem, bạn xem. Nghĩ sao về giả thuyết trên? Ê, không có chân luôn. Hãy cho tôi biết suy nghĩ không của có chân bạn luôn các bạn ạ. Bình luận nhé. Đấy, có chân. Xin cảm ơn. Ai muốn nó lấy đi cô như vậy? Số 3. Đi đến nơi ứng dụng chỉ điểm. Ui, mình... Một người đàn ông người Ấn Độ đã đi đến một cơ
đường miệng làm cũng nước nha bác. Ứng dụng chỉ điểm, không hiểu vì sao ứng dụng bí ẩn kia lại đưa anh ta đến đây. Nhưng theo thông tin được nhiều người kể lại, con đường này thường xuyên xuất hiện một thứ gì đó. Sau khi đến đây, anh ta đã đi thật chậm để kiểm tra xung quanh. Sau một lúc thì anh ta đã nhìn thấy một thứ gì đó thật sự lạnh. Đây là một cái gì đó các bạn ạ, nhìn này. Đó, là một cái gì đó. Đây là một cái gì đó. Bạn có thể nhìn thấy một thứ gì đó đang ở giữa đường. Nhìn hình dáng kia trông rất đáng sợ. Hai chân của nó gập hẳn lên hai vai. Trông thấy cảnh tượng trên ai cũng phải sợn hết tóc gáy. Vì quá hoảng sợ, người đàn ông này đã bỏ luôn chiếc xe máy của mình và chạy thoát thân. Thật là đáng sợ. Ờ, từ tung 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 xe máy cờ kia. Quay về thì dài á, tung tung. Chỉ là trò đùa do ai đó nghĩ ra để hù dọa mọi người. Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn. Bỏ luôn xe máy các bạn. Mình nghe ở đâu ra ấy bạn. Đấy, đây. Đây này, đây theo. Đó. Bỏ luôn xe máy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Và các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và ngoài ra qua kênh I Love Epic Battle Fantasy 5 và đăng lại TV để vào đăng ký hộ mình nhé. Nếu các bạn muốn xem kênh và like. Các bạn nếu như mà các bạn thấy video này hay thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Bye. Bye.